gọi là Thượng Đế hóa thân làm người, mà họ đã được nhận làm thành phần, làm một phần của chi thể của đấng cứu thế đó. Tuần này, thứ tư này là sẽ là thứ tư lễ kho. Chúng ta sẽ bước vào 40 ngày của mùa thương khó, mùa gọi là mùa chay, mùa thương khó hay là mùa thống hối. Thì chúng ta cũng phải nghe lời Đức Chúa Giêsu, nghe lời Đức Chúa Giêsu văng vẳng, như là Đức Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời tuyên bố với tất cả mọi người xung quanh đó là đây là con ta yêu dấu, hãy vâng và nghe lời người. Khi chúng ta nghe được những lời đó, khi chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta trầm lặng trong 40 ngày của mùa chay, thì chúng ta mới cảm nghiệm được sự sáng và bóng tối, sự thanh và sự trầm của cuộc đời chúng ta theo Chúa. Nhiều người trong chúng ta tưởng là chính bản thân mình không ra chi, không làm được cái gì khác, là tôi không có tài gì hết, mình không nghĩ vậy. Tôi biết tới đây còn được thôi, không giúp gì ai được. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng trong mỗi người trong chúng ta, Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đều khi mà tạo dựng ra một người, mỗi người đều có một ân huệ nào đó. Bổn phận của chúng ta là tìm ra ân huệ nhỏ đó, ân tứ đó, tài năng đó, để mà dùng những cái nhỏ nhoi đó để mà chung sức vào trong công việc của hội thánh. Tôi thấy mọi người ở đây, tôi đều thấy trong từng người có phần tứ cả, không phải chỉ có mục sư thôi, hay là có những người hay là hội ý biết đàn dũng hát. Tôi thấy mọi người ở trong này đều có ân tứ. Những ân tứ tôi không muốn nêu ra đây, nhưng mà cái cách tôi khuyến khích ân tứ trong từng người thì anh chị em đều biết là tôi thấy ân tứ đó của anh chị em. Bởi vậy khi chúng ta dùng những cái ân tứ đó thì tức là chúng ta biết phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối của cuộc đời chúng ta. Bởi vì dù cho những cái gì nhỏ nhoi nhất của chúng ta thì chúng ta cũng được hóa hình, chúng ta cũng được biến dạng những cái nhỏ nhoi của chúng ta để mà làm sáng lên Chúa. Cái ý nghĩa của cái hóa hình chúng ta cũng có thể hiểu nó là như vậy. Đức Chúa Giêsu hôm đó, sau khi cho ba môn đồ này kinh nghiệm được sự hóa hình của Ngài, để họ biết rằng chính Ngài là một thần nhân, là một đấng, tức là một đấng trời hóa thân làm người, thì hôm đó Ngài dắt họ xuống núi, cũng như là Ngài đã dắt họ lên núi. Bởi vậy những cái gì Ngài làm cho ba môn đồ này thì Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta trong 40 ngày sắp tới. Chúng ta hãy lắng nghe, chúng ta hãy để nhiều thì giờ hơn, nhất là trong 40 ngày sắp tới, để mà chiêm nghiệm, để mà cảm thấy được coi Ngài muốn dắt chúng ta vào cuộc hành trình nào trong cuộc đời chúng ta.
để phục vụ tha nhân, để phục vụ Ngài, để làm Ngài được sáng danh. Cái mà chúng ta có thể làm được trước nhất trong 40 ngày của mùa thông hối này, và chúng ta bắt đầu từ đây, chúng ta bắt đầu có thể chia sẻ với nhau, chia sẻ với nhau về sự đau thương của cuộc đời của chính mình, cũng như chúng ta có thể chia sẻ với nhau về những ơn phước của nhau, để mà cùng khuyến khích, để mà cùng chia sẻ sự bất hạnh của nhau. Bởi vì xuyên qua Đấng Giêsu của chúng ta, mọi sự đều ơn phước lẫn những kinh nghiệm đau buồn, tôi nghĩ rằng sẽ đều được hóa hình, sẽ được chuyển hóa, sẽ được biến hóa sự bất hạnh cũng như sự phước hạnh, sẽ được biến hóa, sẽ được chuyển hóa thành những chứng tích mà chỉ có một mục đích, đó là làm sáng danh Đức Chúa Trời của chúng ta mà thôi. Chúa đã chọn tôi khi tôi còn là hài nhi thôi. Chúa đã gọi tôi và khiến đời tôi nên mới. Ngài ban cho tôi ân ban tin mừng, tình yêu Ngài ban tặng, là nơi vô vô tha chiến hy sinh cho người nhận cứu Chúa. Đời khen tình yêu của Chúa muôn đời, vì yêu Ngài cứu tôi, và mong sao đời tôi là chứng nhân cho Giê-xu. Chúa đã chọn tôi từ khi tôi còn là hài nhi thôi. Chúa đã gọi tôi và khiến đời tôi nên mới. Ngài ban cho tôi ơn ban tin mừng, tình yêu Ngài ban tặng, tại nơi Gô-gô-tha Ngài chịu hy sinh cho người nhận cứu Chúa.